cảm ơn tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Vũ và bên cạnh mình đây chính là chiếc sofa Studio 2, một sản phẩm cao cấp nhất trong đại gia đình sofa và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn đánh giá chi tiết chiếc sofa Studio 2 này, xem nó phù hợp với những ai hay là có những điểm gì hay ho. Cùng bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên là thiếu sót nếu mà chúng ta không điểm lại những phụ kiện mà Microsoft cho đi cùng với chiếc Surface Studio 2 này. Đầu tiên là con chuột. Đây là chiếc Microsoft Surface Mount với form dáng gần giống với chiếc Surface mouse Mount nhưng mà nó làm dày hơn và thực sự là cầm con chuột này mình cảm giác chắc chắn hơn rất là nhiều so với chiếc Surface mouse. Mount. Ở dưới thì chúng ta vẫn có uh, hai viên pin và thay và tháo lắp rất là dễ dàng. Mắt đọc, thông minh, có thể di trên mọi vật liệu Đây là một chỗ rất tuyệt vời để cho anh em làm văn phòng Và vật dụng tiếp theo Đi cùng với chiếc Surface Studio 2 Là cái keyboard ở đây Đây cũng là một cái keyboard không dây hoàn toàn Kết nối Bluetooth và cũng chạy pin à, Về Cái bàn phím này thì đây là một chiếc bàn phím full size Thiết kế công thái học khi mà Nó được làm nghiêng để cho anh em có thể Tì tay lên gõ không bị mỏi Và về cảm giác bấm phím của chiếc Bàn phím này thì thực sự rất là tốt à, Nếu mà so sánh với chiếc bàn phím của ThinkPad thì mình chấm điểm trước bàn phím của Microsoft này được 8,5 trên 10 nếu mà so với bàn phím của ThinkPad và vật dụng cuối cùng Microsoft cho đi cùng chiếc Surface Studio 2 này là cái pen à, nếu anh em chưa quen về chiếc pen này hoặc là chưa biết cách sử dụng thì anh Long đã có một bài hướng dẫn sử dụng chiếc pen này rất chi tiết và anh em có thể kích ở phía trên để xem nhá nói về chiếc pen này thì à, nó được sinh ra gần như là dùng cho cái chiếc Surface Studio 2 này Nhìn chung lại thì với ba phụ kiện này Keyboard này, uh, mouse và cái pen này Cộng với chiếc Surface Studio 2 này thì anh em được một combo rất là hoàn hảo Để phục vụ cho rất là nhiều loại công việc Và đây cũng là một điểm cộng rất là lớn khi mà anh em có thể biết thì Microsoft luôn bán lẻ những phụ kiện của mình Ví dụ như là chiếc pen này Nếu mà anh em không mua cùng với chiếc Surface Studio 2 và mua với các thiết bị khác, ví dụ như Surface Pro hay Sofie Book thì phải mua lẻ với mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng một chiếc pen thì uh, việc Microsoft tặng cho anh em đầy đủ một cái bộ công cụ như này thì rất là tốt mình đánh giá rất cao điều này tiếp theo thì mình sẽ đánh giá chi tiết vào chiếc Surface Studio 2 này, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay uh, nhìn qua một chút thì uh, đập ngay vào mắt mọi người đó chính là chiếc màn hình với kích thước 28 inch này rất là to, điểm nhấn Uh, cho chiếc Surface Studio 2 này. Tiếp theo là chân đế, chân đế của nó thì có thể xoay, có thể nghiêng rất là nhiều góc độ. Đó thấp nhất thì chúng ta có thể nghiêng ở đây, tới đây thấp nhất và cao nhất thì có thể lên tới đây. Uh, tuy nhiên là với chân đế dạng uh, góc như này thì nếu anh em sử dụng một tay thì nó sẽ hơi khó và nó sẽ bị rung rinh chân đế. Thì uh, sử dụng hai tay nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều. Và ở dưới đây thì là một cái đế thực ra gọi là cái đấy thôi nhưng mà thực ra đây là một cái bóc và trong cái bóc này thì nó có đầy đủ những cái thiết bị phần cứng uh, coi như là trái tim của chiếc Surface Studio 2 này trong đây thì có mainboard này CPU uh, Vega, VGA RAM và về ngoại hình của chiếc bóc này thì nó có dạng chữ nhật và uh, ở phía sau này về các cổng kết nối của nó thì nó có 4 cổng USB A một cổng LAN này một cổng cấp nguồn cho toàn bộ chiếc Surface Studio 2 tiếp theo là chúng ta có một cổng USB Type C này, một cổng đọc thẻ nhớ SD và cuối cùng là cổng Jack tai nghe 3.5.Đây là điểm sơ qua về ngoại hình của chiếc Surface Studio 2 này và bây giờ thì mình sẽ đi kỹ hơn về uh, thứ giá trị nhất trên uh, chiếc Surface Studio 2 này là trên cái màn hình trước mặt mọi người đó chính là một chiếc màn hình 28 inch với các viền màn hình được làm rất là cân đối nếu như anh em nhìn sang chiếc iMac của nhà Apple ấy thì thấy là viền của nó cực kỳ là dày nhưng mà với một chiếc màn hình to như này tuy là viền của nó nếu mà đứng sát này trông cũng dày đấy nhưng mà uh, nhìn nhìn tương quan của nó ấy, thì nó rất là hợp lý đây là một chiếc màn hình có độ phân giải là 4500 x 3000 có mật độ điểm ảnh là 192 ppi với chiếc màn hình này thì uh, như anh em biết đấy nếu mà màn hình to 28 inch này nhưng mà độ phân giải thấp ấy các cái ứng dụng của nó chỉ hiển thị được rất là ít thôi nó chỉ phóng to ra nhưng mà với độ phân giải gần 5K như này thì anh em có thể sử dụng cùng một lúc đến 5 6 tác trên màn hình, hỗ trợ cho công việc cực kỳ là tốt. Cộng thêm nữa là chiếc màn hình này có hỗ trợ công nghệ Pixel Sense làm cho màu sắc hiển thị và tái tạo màu sắc rất là tốt, phù hợp với rất là nhiều công việc khác nhau, ví dụ như đồ họa này, chơi game này. Chiếc màn hình này của mình không chỉ hỗ trợ công nghệ Pixel xe mà nó còn có thể hiển thị lên tới 1 tỷ màu này, có thể hỗ trợ cho nhiều người cùng một lúc sử dụng pen trên chiếc màn hình này. Và với một chiếc màn hình chuyên nghiệp như này thì anh em có thể chuyển đổi các chế độ Ví dụ như RGB hay là chế độ làm việc thông thường Để phù hợp cho rất là nhiều công việc khác nhau Ví dụ như đồ họa này, chơi game hay là tới xem phim giải trí ở Mình nói thật là cái màn hình này đeo lại cho mình cảm giác thực sự rất là đã Màu đen của nó hiển thị cực kỳ sâu Nếu anh em mà xem phim buổi tối này nó đã hơn cả da dạp cơ Và một điểm ăn tiền nhất ở trên chiếc màn hình này đó chính là khả năng cảm ứng đa điểm và Thực sự rất là tuyệt vời khi mà anh em kết hợp với cái pen này Để uh, sử dụng các công việc liên quan đến thiết kế vẽ Kết hợp với chân đế có thể nghiêng nhiều góc độ Thì anh em có thể uh, Vẽ kết hợp với cái pen thực Rất là tốt Để là thân mình này Không phải là một người uh, Chuyên vẽ nhưng mà khi sử dụng trên màn hình này thì cũng đem lại cho mình cực kỳ là nhiều cảm hứng uh, Ở trên mạng ấy những video về uh, chiếc Surface uh, Studio 2 này về uh, công nghệ thiết kế này Thì rất là nhiều và anh em có thể Xem để biết được là cái mức độ hỗ trợ chuyên nghiệp của chiếc màn hình này với công việc đồ họa thiết kế nó như thế nào. thực sự là màu sắc của nó này, cũng như là các cái chức năng về kiểu dáng cũng như là uh, kết hợp với cái Ben này nó rất là hoàn hảo để thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về uh, sức mạnh của nó đi. Ok và toàn bộ linh hồn của nó là ở chiếc bóc này. Về thông số cấu hình thì mình đang có đây là con chip i7 thế thứ bảy nhưng mà đây là chip hq nó sẽ mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với con chip u tiết kiệm điện và nó sẽ hỗ trợ cực kỳ tốt cho công việc đồ họa. Tiếp theo là mình có 32GB ổ cứng m t và cảm màn hình của mình là 1070. À với một cấu hình như vậy thì chúng ta làm được những gì? Đầu tiên là chơi game chẳng hạn này hoặc là những cái công việc thiết kế 3D hoặc là công việc edit video thì nó thực hiện cực kỳ là trơn tru. Tuy nhiên là để dựng phim 4K chuyên nghiệp thì mình nghĩ là với cấu hình này vẫn chưa có thể đáp ứng đủ cho anh em dựng phim chuyên nghiệp được Tiếp theo là về uh, trải nghiệm thực tế của mình sau gần một tuần với chiếc Sofa Studio 2 này thì với những cái công việc hàng ngày của mình là uh, một content creator hay là một uh, editor mình uh, có edit những video uh, gần 4K đấy và chơi những cái game nhẹ nhàng thôi ví dụ như là FIFA Online nhưng mà mình vẫn để ở mức setting cao nhất thì uh, nói thật là với những hiệu năng và cuốn chip cái cao đồ họa như này thì nó đáp ứng thừa cho mình Uh, sử dụng cực kỳ là mượt mà những tác vụ như vậy. Nhưng mà có một số điểm mà mình chưa ưng ý lắm ở trên chiếc Surface Studio 2 này, đó chính là với chiếc màn hình này thì nó vẫn chưa tối ưu lắm cho một số những cái tựa game của mình. Ví dụ như là tựa game FIFA Online này, thì nó chưa tối ưu lắm là vì nó màn hình nó quá to, cho nên là hình trong game nó có hơi bị bẻ. Và hơn nữa là khi mà anh em ngồi khoảng cách gần như là chơi game với những chiếc màn hình nhỏ thông thường ấy. Thì nó sẽ hơi bị ngợp Tại vì là mắt mình không thể nào ngồi gần quá Mà bao quát được hết cái màn hình quá to như này Vậy thì chiếc máy này phù hợp với những ai Với mức giá của nó Máy mới là tầm 130 triệu Nhưng mà Bên mình mua về này và đã Bóc hộp ra để sử dụng Để chia sẻ lại cho anh em Về cảm nhận thực tế chúng mình sử dụng chiếc máy này để Chiếc máy này chúng mình bán Lại với giá chỉ 99 triệu thôi Vậy với 99 triệu này Thì anh em hoàn toàn có thể đầu tư một cái kết cực kỳ là khủng với hiệu năng vượt trội hoàn toàn so với chiếc Surface Studio 2 này. Vậy thì nó phù hợp cho những ai? thì đầu tiên đó chính là anh chị em dân thiết kế này có nhu cầu sử dụng một chiếc màn hình lớn để có thể thiết kế vẽ vời một cách thoải mái nhất kết hợp với cây pen cũng như là chân đế rất thoải mái của chiếc Surface Studio 2 này thì em có thể thỏa sức sáng tạo ở trên chiếc màn hình này và Uh, với một cái hiệu năng cũng ở mức cực kỳ rất là tốt như này rồi ấy, thì anh em không cần phải lo lắng quá về những trải nghiệm hàng ngày của mình khi mà lại phân vân là mình bỏ ra gần trăm triệu nhưng mà chỉ để vẽ vời mà hiệu năng của nó lại không đáp ứng được thì không có chuyện đó đâu nhá vừa còn với những người sử dụng thông thường như mình này chỉ sử dụng những cái tác vụ bình thường thôi thì mình thấy là nó hơi bị thừa bản thân mình thì sử dụng chiếc màn hình này cũng đem lại cho mình rất là nhiều cảm hứng nhưng mà mình không thể nào khai thác được hết cái màn hình này ở uh, chiếc Surface Studio 2 này và trên đây thì mình đã mang tới cho anh em bài đánh giá của mình về chiếc Surface studio 2 này và anh em có ý kiến gì thì hãy cứ để lại ý kiến dưới comment nhé nếu thấy video hay và hữu ích thì đừng quên ủng hộ đăng vũ một cách là ấn like, subscribe, ấn chia sẻ để chúng mình có thể có động lực ra những video chất lượng hơn một nữa thì mình là nam và đây là đăng vũ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.